Vâng, kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa các bậc phụ huynh cùng tất cả các con. Hôm nay mọi người thấy Phúc Hoàng mặc một cái bộ trang phục truyền thống của dân tộc. Đây là bộ áo the, khăn đóng. Người Nam ngày xưa hay mặc. Hôm nay là ngày Tết. Cho nên là thầy cũng trưng diện ra để các con có một cái nhìn về không khí của ngày Tết. Trước đây Việt Nam chúng ta thì cũng không có chơi đào miền Bắc và mai vàng ở miền Nam. Thầy cũng chưa nghe nói đến cây quất, nhưng mà hôm nay chúng ta cũng nhìn thấy cây quất phía sau. Như vậy là ngày Tết cổ truyền của dân tộc chúng ta đã có nhiều màu sắc, tuy nhiên nó vẫn giữ nguyên được những cái nét văn hóa truyền thống. Và hôm nay thì nhân dịp đầu xuân năm mới thì thầy Phúc Hoàng sẽ đại diện các thầy cô chia sẻ cho các con vắn tắt ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền dân tộc. Thứ nhất là khái niệm về ngày Tết. Các con biết không, ngày Tết hay chúng ta còn gọi là Tết Nguyên Đán. Nó còn có một cái tên như là Tết Cả. Tết Cả, không biết các con đã nghe chưa? Tết Cả là Tết lớn đấy các con. Ngoài Tết lớn thì nó có những cái Tết nhỏ. Tết thật ra là tiếng gọi khác đi của một cái chữ trong Hán Việt, đó là tiết. Tiết. Tiết thì một năm của chúng ta theo cái vòng quay của trái đất quanh mặt trời thì chia ra làm 24 tiết khác nhau. Như vậy nếu mà nói là tiết là Tết thì một năm chúng ta có tới 24 cái Tết, đúng không? Nhiều Tết lắm. Người ta thống kê là Việt Nam chúng ta cả Tết cả lễ hội thì hàng năm có tới hàng nghìn các cuộc vui lớn nhỏ. Một năm có 24 tiết. Có một mùa xuân hạ thu đông thì có tới 6 tiết các bạn, 6 tiết khí khác nhau. Tiết là tiết khí. Những cái tiết khí nó gần nhau, nó xê dịch về thời gian, nó không cố định. Có thể là từ 12 đến 14 ngày trong một cái tiết khí này. Ví dụ như mùa xuân thì nó có 6 cái tiết khí, mùa hạ cũng có 6 tiết khí. Mùa xuân thì các con nghe là lập xuân đúng không nào? Xuân phân. Đấy, nó cũng là một trong 6 cái tiết khí này. Ngoài ra còn vũ thủy, kinh chập, thanh minh, cốc vũ vân vân. Đấy, mùa hạ cũng thế. Cho nên ấy, cái chữ Tết ở đây là gọi chạy đi của chữ tiết, nó là theo cái tiết khí. Cái thứ hai nữa là nguyên, nguyên trong nguyên đán ấy, các con. Nguyên là khởi đầu, là bắt đầu, là đầu tiên. Còn đán ấy là sáng sớm, buổi sáng sớm. Vậy thì Tết Nguyên Đán tức là cái ngày đầu tiên, là buổi sáng đầu tiên của ngày đầu tiên của tháng đầu tiên của năm thì gọi là Tết Nguyên Đán. Và Tết Nguyên Đán của chúng ta thì bắt đầu từ rất lâu đời. Tương truyền là bắt đầu từ thời Hùng Vương với truyền thuyết mà các con vẫn thường nghe đấy. Bánh chưng bánh dày, lang liêu. Cho nên đấy, chúng ta ăn Tết cổ truyền của dân tộc là nó đã bắt nguồn từ rất lâu đời, sâu xa rất lâu đời. Ngoài ra thì chúng ta có những cái Tết khác trong năm, nhưng mà các con xem, để ý mà xem, nó đều nằm ở các tháng lẻ là nhiều. Tháng 1 này, tháng 3 này, tháng 5, tháng 7, tháng 9. Đến tháng 10 có cái Tết. Rồi đến tháng 11, rồi tháng 12. Ví dụ như là tháng 1 thì chúng ta có Tết Nguyên Đán đúng không? Ngày mùng 1. Rồi Tết Nguyên Tiêu là ngày 15. Tháng 3 là có Tết Thanh Minh. Tháng 5 là có Tết Đoan Ngọ. Tháng 6 cũng có một cái Tết. Tết thiếu nhi Tết thiếu nhi nó lại không theo cái tiết này. Rồi tháng 7 là Tết Trung Nguyên, rằm tháng 7 đấy. Tháng 8 là gì? Tết Trung Thu. Tháng 9 là ngày mùng 9 tháng 9 là Tết Trùng Cửu. Là nó giống như là cho cái sự trường thọ vĩnh hằng ấy. Tháng 10 là Trùng Thập, là ngày mùng 10 tháng 10. Ngày này là ngày mà khí trời nó tốt đẹp thì nó là Tết của các thầy thuốc đi hái thuốc.
những cây thuốc nó hội tụ các tinh hoa của đất trời ngày mùng 10 tháng 10. Rồi các con thấy là ngày như là tháng 12 chúng ta là có ngày Tết ông Công ông Táo, phải không nào? Rồi bây giờ là chúng ta vào Tết Nguyên Đán ngày mùng 1 tháng 1. Và đến ngày Tết thì các con biết không, vui nhất là những ngày chuẩn bị. Vui nhất là những ngày chuẩn bị và ý nghĩa nhất là những ngày chuẩn bị. Vậy thì Tết chúng ta cần phải chuẩn bị những thứ gì? Sau đây thầy xin chia sẻ các con một vài những cái chuẩn bị của ngày Tết. Ngày Tết thì bắt đầu rõ nhất đấy là từ ngày bao nhiêu các con biết không? Ngày 23 tháng Chạp. Tết ông Công ông Táo, ngày xưa mà khi mà ta còn cho đốt pháo đấy. Tức là đốt pháo là chưa phạm luật. Là chúng ta vẫn có văn hóa đốt pháo thì đầu từ ngày 23 là pháo nổ đi đùng, là báo hiệu cho khởi đầu của ngày Tết. Nhưng thực ra ấy, các cụ chúng ta nói là ngày Tết là đã bắt đầu từ đầu tháng 12 rồi. Ngày mùng 10 Tết này, ngày 15 Tết là đi chợ Tết rồi. Đấy. Nhưng mà rõ nhất là ngày 23 tháng Chạp. Bắt đầu là Tết ông Táo. Thì người ta đi chợ rất đông và mua sắm những cái đồ để chuẩn bị ngày Tết. Cho nên ngày Tết rõ nhất là ngày 23 tháng Chạp. Vậy thì ông Công ông Táo thì các con biết rồi. Mấy hôm nay thì các thầy cô cũng hay nói. Ở trong nhà chúng ta ấy, người xưa thờ rất nhiều vị thần khác nhau. Gọi là ngũ vị gia thần. Trong đó có một vị thần là ông Công ông Táo. Ông Táo hay là trong kinh Địa Tạng nói đây chính là chủ thực quỷ vương đấy, là người mà ban cho chúng ta lương thực. Thì ông Công ông Táo thì đến ngày 23 tháng Chạp là chúng ta cúng để tống tiến ông lên trời để bẩm báo Ngọc Hoàng những việc tốt xấu của chúng ta trong một năm. Cái này thầy chỉ nói sơ lược vậy thôi, các con chúng ta chắc cũng biết rồi. Cái chuẩn bị tiếp theo trong ngày Tết là dựng cây nêu ngày Tết. Cây nêu thì ở một số địa phương người ta vẫn còn duy trì. Hay là chúng ta thấy ở có những nơi là vẽ cung tên các thứ ở sân rồi cổng đấy. Vậy thì cái ý nghĩa của cây nêu ấy, nó rất là nhiều câu chuyện liên quan. Nhưng mà thầy chỉ nói khái lược là cây nêu ngày Tết. Bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp là chúng ta tống tiễn Công ông Táo lên trồng trời rồi. Theo quan niệm dân gian là thời điểm này là không có ai trông nhà cho chúng ta cả. À, các vị thần cũng đều đi vắng cả. Thì lúc này người xưa rồi dựng cây nêu lên để treo những cái cờ xí các thứ để báo với ma quỷ là nhà này có chủ không được vào. Tức là để dọa ma quỷ không được tới gần. Và cây nêu chỉ được hạ xuống sau khi hết Tết, tức là khoảng ngày mùng 7, mùng 3 đến ngày mùng 7. Gọi là Tết khai hạ đấy, chúng ta hạ cây nêu. Cái lúc này ông Công ông Táo cũng về rồi cho nên là chúng ta hạ cây nêu xuống. Cho nên nó có cái văn hóa dựng cây nêu ngày Tết. Chuẩn bị tiếp theo là đi chợ Tết. Đây các con có còn thích đi chợ Tết không? À. Đi chợ Tết thì ở đây hôm rồi thầy nghe các cụ nói rằng là ngày 25 Tết là gần như nó là một nét văn hóa đi chợ Tết ngày 25. Ở đây ấy, đi có khi cũng không mua gì đâu, nhưng mà đi để nói chuyện, để gặp thăm thú người này người kia nói chuyện, tay bắt mặt mừng nói chuyện. Nhiều người đi làm ăn xa lâu ngày mới về, nó là một cái nét văn hóa có thể nói là không có giống với một quốc gia nào. Việt Nam chúng ta có cái văn hóa làng xã, cái văn hóa gọi là văn hóa đi chợ, nó hay lắm. Thì cái văn hóa đi chợ Tết để mua sắm những cái đồ cần thiết cho gia đình, nhưng cũng có khi là đi để chơi thôi, đi để ngắm hoa đào, có người đi để chụp ảnh, bây giờ có người đi để quay phim chụp ảnh, không mua gì cả. Văn hóa đi chợ Tết hay là một cái nét văn hóa không thể thiếu được, đó là dọn dẹp nhà cửa. Mặc dù là cả năm chúng ta cũng dọn dẹp cũng gọn gàng ngăn nắp, nhưng mà gần Tết thì mọi người lại dọn dẹp lại càng chăm chỉ hơn nữa, đúng không nào? Để giống như là chúng ta muốn là để tống tiễn tất cả những cái gì nó cũ, nó xấu, tống tiễn đi để đón những cái mới mẻ về. Đây cũng là một nét văn hóa. Hay là chúng ta có một cái sự chuẩn bị nữa, đó là mời ông bà về ăn Tết.
Tại sao lại gọi là tháng chạp? Tháng 12 gọi là tháng chạp là ý nghĩa gì? Tháng chạp thật ra nó là cái tên gọi khác của chữ lạp, lạp mã, tức là đi chạp mộ đấy. Hàng năm đi xa đi gần nhưng mà về con cháu đến ngày này là về phải chạp mộ, quét sơn, quét vôi, rồi là nhổ cỏ vân vân để chăm sóc mồ mả của ông bà tổ tiên, gọi là lạp mã. Thì cái tháng 12 này là cái tháng gọi là tháng chạp. À, những cái ngày gần Tết thì thông thường con cháu đều đi chạp mộ, chạp mả để mời ông bà tổ tiên về ăn Tết. Cái này nó là một cái nét văn hóa các con. Cái nét văn hóa. Hiếu thảo cha mẹ đấy, hiếu kính, nhớ ơn, tri ân tổ tiên. Thế rồi là chúng ta chuẩn bị các cái đồ cúng như mâm ngũ quả này, hoa đào này, bánh chưng này, cây mía này, xin câu đối này. Thì những cái này đều là những cái văn hóa cả. Ví dụ mâm ngũ quả là đại diện cho cái sự sung túc, đầy đủ, no đủ, ấm no. Thì hoa đào nó tượng trưng cho ngày xưa nó liên quan đến cái việc là ngăn trừ ma quỷ, và nó ý nghĩa của nó là trường thọ. Miền Bắc thì hay chơi hoa đào, còn miền Nam thì chơi hoa mai, với ý nghĩa là phú quý, sang trọng. Và đã lâu nó cũng đã thành nét văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta rồi. Cây mía, cúng cây mía hay là gọi là gậy ông bài, không biết là bây giờ có còn nhìn thấy nào. Như nhà thầy năm nay là không có mía này. À, nhưng mà ngày xưa ở nhà ấy là Tết là có, nhất định là phải có hai cây mía trống ở hai bên bàn thờ. Ý nghĩa lắm các con, tất cả đều là ý nghĩa giáo dục cả. Cây mía là vị ngọt đúng không? Các cụ chúng ta nói là năm cũ thì những cái gì khó khăn nó đều phải để cho nó qua đi, còn năm mới là những thứ tốt đẹp đến, gọi là khổ tận thì cam lai, là hết đắng thì đến ngọt. Ý nghĩa lắm. Thế rồi từng đốt từng đốt từng đốt từng đốt thẳng thế này lên trên trời, mà phải có cả gốc cả ngọn nhé các con nha. Tức là nó giống như là từng bậc thang để tiễn ông bà của chúng ta lên cái cảnh giới cao hơn. Ý nghĩa của nó nhiều ý nghĩa lắm. Hay là xin chữ câu đối. Các con đọc cái bài thơ của Vũ Đình Liên đấy, ông đồ đấy, mỗi năm hoa đào nở lại thấy ông đồ già đấy. Ngày xưa là làm gì thì làm, những ngày Tết cũng phải có câu đối này. Cây nêu tràng pháo, bánh chưng xanh, đúng không? Thịt mỡ dưa hành, câu đối đỏ. Đây là cái văn hóa rồi. Thế rồi là có một cái văn hóa này rất hay, đó là trả nợ ngày Tết. Tức là năm mới sắp tới mà năm cũ gần hết đến ngày 30 rồi là phải xem còn nhà ai có nợ nần gì không, hay mượn cái gì không là phải mang đi giả hết. Mà nếu mà không giả là người ta bảo là nợ 2 năm, nợ nhiều năm, cho nên là người ta không thích như thế, nên cứ cuối năm là phải đi trả nợ hết. Đây cũng là một cái văn hóa ngày Tết. Rất hay. Hay là cái bữa cơm tất niên hay là đón giao thừa thì các con biết rồi, bữa cơm tất niên là bữa cơm sum họp của đại gia đình, những người ở nhà, những người đi xa, và thậm chí là bữa cơm này cũng là bữa cơm để chúng ta cúng ông bà tổ tiên, chúng ta gọi là Tết đoàn viên. Đoàn viên thì không chỉ đối với người sống đâu, mà các con biết là trong tâm thức của người Việt Nam còn hy vọng là bữa cơm này là sự hội ngộ của những người đã mất này. Trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói là tổ tiên dù đã khuất, anh linh vẫn thường quanh đấy. Đây tính là tinh thần tri ân báo ân và sự đoàn kết gắn kết của một gia đình hay là một đại gia đình, thì là bữa cơm tất niên là bữa cơm rất là ý nghĩa. Và trước đây khi mà nếu mà thầy ở nhà mà bố mẹ, ví dụ thầy đang ở Yên Bái, bố mẹ vợ mà đang còn sống, thì ngày 30 Tết là có một cái nét văn hóa là ăn cơm tất niên xong thì con cái sẽ tri ân cha mẹ, báo cáo với cha mẹ, sẽ làm cái lễ tri ân cha mẹ. Như năm nay thì đến ngày mai thầy mới về quê nội, cho nên là nó cũng là một cái nét văn hóa mà mình vẫn chưa làm được vào ngày 30 Tết. Có nhiều gia đình đã có cái nét văn hóa này rồi. Hay là lễ giao thừa các con, gọi là tống cựu nghinh nhân. Đấy, tức là đẩy những cái gì nó tối tăm đi đón những cái mới mẻ về, thì có cái lễ cúng giao thừa.
Thầy chia sẻ các con một vài những cái kiêng kỵ của ngày Tết. Các con nghĩ xem là chúng ta có những cái kiêng kỵ gì? Ngày Tết là không được khóc lóc buồn rầu. Mà không phải là riêng ngày Tết đâu. Ngày bình thường cũng kiêng kỵ, nhưng mà đặc biệt là ngày Tết, những người khó tính nhất hay là những người buồn rầu nhất thì cái ngày Tết người ta cũng muốn vui lên, người ta cũng không muốn buồn. Bởi vì là nếu mà buồn vào ngày Tết này thì cả năm buồn, đúng không nào? Cho nên là ngày Tết là bao giờ người ta cũng sẽ vui, vui vẻ, kiêng kỵ nói, rồi là kiêng nói những lời không hay ngày Tết. Phải nói lời hay, phải tươi cười, phải vui vẻ. Đến nhà người ta là không được nói chuyện buồn. Đấy, thế ngày Tết là như thế đấy. Thế rồi là có một cái đặc biệt là kể cả những người mà mình không ưa thì ngày Tết người ta cũng vẫn niềm nở, vẫn vui vẻ. À, các con để ý mà xem, cái người này không ưa đâu, ngày Tết vẫn cứ cười, vẫn chúc Tết bình thường. Đấy, thì nó là một cái nét văn hóa mà nó giúp cho chúng ta xua tan đi những kiểu oán giận, để cho chúng ta sống cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Rồi có những cái quan niệm mà rất là hay, ví dụ như là kiêng mèo, đúng không nào? Đón chó đến nhà, là mèo đến nhà thì lộc thì khó, mà chó đến nhà thì giàu. Cái này thì có đúng không? Người ta nghĩ chắc là mèo nó kêu meo meo meo, thì là tưởng là nghèo nghèo nghèo, cho nên là người ta kiêng, không? Đó là chó treo mèo ngày 30 Tết là cái gì cũng phải đậy lại, không mèo nó đến. Đấy. Cái chó thì nó kêu gâu gâu thì bảo là nó là giàu cho nên là đón chó đến. Nhưng mà thực ra thì chúng ta học, chúng ta cũng biết rồi, đây là những cái quan niệm mà của người xưa thì chúng ta cũng tôn trọng, nhưng mà chúng ta cũng phải dùng trí tuệ để soi xét điều này, những cái kiêng kỵ này nó có thật sự đúng hay không. Thế rồi là một cái rất là quan trọng là xông đất và lì xì. Thì người ta quan niệm là cái người đến đầu tiên để mà thăm hỏi là người xông đất vào đầu năm mới, lấy cái vía may của cái người này. Thì hôm trước những cái dịp mà cuối năm thầy có kể cho các con nghe cái câu chuyện là thầy đi mua cái áo đấy, cái bác bán hàng bác bảo là mua mở hàng giúp em cho nó may mắn. Nhân tiện thầy cũng kể các con nghe rồi, may hay không thì không phải là do cái người đến mua hàng mà là do phước của người bán hàng, đúng không nào? Xông nhà cũng thế, người ta cũng có quan niệm là cái người đầu tiên đến xông nhà là lấy cái vía may của người đến đó đến xông nhà. Nhưng mà thực tế mà nói thì nó là cái phước của chủ nhà, cái phước của chủ nhà nó đúng là như thế. Cái hôm đấy bác ăn áo bác bảo là sao mà anh nói giống như là lời của Phật dạy thế. Và đúng rồi đấy. Và đúng rồi, Phật dạy thế là con người sống là nhờ phước. Thế có một cái phong tục là lì xì các con. Lì xì là mừng tuổi đấy các con, chúng ta gọi là mừng tuổi. Thì theo cái phong tục người xưa là mừng tuổi, là người già là mừng tuổi cho các con, thì không kể là nhiều hay ít, gọi là gia vốn nữa. Có những nhiều người gọi là gia vốn cho con cháu. Thì có hai đối tượng được mừng tuổi các con, một ấy, là người già, là những người mà tuổi cao sức yếu không làm gì được nữa rồi. Thì người trẻ đi làm có tiền thì đến ngày Tết là mừng tuổi người già, gọi là kính già già để tuổi cho đấy, yêu kính người già. Cái đối tượng thứ hai là trẻ nhỏ cũng chưa làm được gì cả, thì đây cũng là một cái sự quan tâm yêu thương của xã hội đối với hai đối tượng. Thế nhưng mà ngày nay các con thấy là cái tục lì xì này có nhiều người không biết, lại cứ nghĩ là phải lì xì cho thật nhiều thì mới là ý nghĩa, nhưng không phải. Lì xì nó không có quan trọng là trong cái phong bao lì xì này có bao nhiêu tiền. Có khi người ta lì xì bằng hạt giống các con, bằng hạt giống, hay lì xì bằng một cái lời nói, một lời chúc tốt đẹp. Nó chỉ mang ý nghĩa là trao yêu thương và nhận lấy sự yêu thương, quan tâm của người khác. Cho nên tất cả các con phải chú ý, khi các con nhận bao lì xì, đừng bao giờ là đề cao cái giá trị ở trong phong bao này là bao nhiêu. Nhiều bạn là không biết là mở ngay phong bao trước mặt khách, là khách đến nhà quý lắm, gọi con lại đây bác mừng tuổi, ứa mới đưa phong bì cho một cái là nhận cũng không biết nhận thế nào cho đúng, cầm lấy một cái là mở ra cái xem ngay, ô rồi có 10.000 bạc. Thế thì chúng ta đã làm cho khách rất là xấu hổ,
và chúng ta đã không có cái lễ, đúng không nào? Cho nên các con khi nhận phong bao lì xì, các con phải xin bằng hai tay nhá, phải nói lời cảm ơn khách, cảm ơn các ông các bà, cảm ơn bác cô dì chú bác gì đó, phải có lời chúc Tết. Thì cái này các con chắc cũng được cha mẹ dạy rồi. Thì cái lì xì ngày Tết này các con phải chú ý là phải hết sức là lưu ý. Và cái tiền lì xì này nữa để làm gì? Thì cái phần này chắc là thầy nói một tí tẹo thôi. Chúng ta có tiền này, nhiều bạn bảo là tiền này là tiền của con, có phải không? Có phải tiền của con không? Thầy xin thưa các con là không có gì của các con hết đấy. À, cái này là cha mẹ các con để ý mà xem. Khi các con nhận một cái phong bao lì xì thì cha mẹ cũng mừng tuổi cho con nhà của người khác. Cho cái tiền này là các con nhờ cái phước của cha mẹ. Nếu các con không phải là con cái của cha mẹ, không phải là thành viên của nhà này, thì các con không có cái phước này đâu. Cho nên khi nhận đồng tiền này, các con phải biết đây là tiền của ông bà cha mẹ mình, không phải tiền của mình. Cho nên không được cất riêng. Thế các người con dạy rồi, nếu cất riêng cha mẹ buồn. Có nhiều bạn ngoan lắm các con, nhận được bao lì xì rồi là liền đưa cho cha mẹ, cúng dường cha mẹ luôn. Đó là sinh phước cho các con. Chứ còn cất làm của riêng không được đâu nha. Đấy. Rồi nếu như cha mẹ cho phép mình để lại một chút thì cái tiền này các con làm gì? Có nhiều bạn làm những cái việc rất hay, làm việc tốt này, nuôi heo đất để giúp đỡ cho người nghèo người khó này, rồi có thể là dành một phần nhỏ để mua cái đồ dùng học tập đang còn thiếu của mình, thì những cái việc này thì có thể được nếu cha mẹ cho phép. Thì do thời gian cũng có hạn, sáng mùng một Tết cho nên là chúng ta còn một phần rất quan trọng phía sau nữa, cho nên là thầy Phúc Hoàng xin chia sẻ các con vài cái vắn tắt về cái ý nghĩa của ngày Tết như vậy. Thì xin kính chúc các thầy cô, kính chúc các bậc phụ huynh và các con một năm mới an khang thịnh vượng, luôn luôn học tập cách tinh tấn ạ. Và xin cảm ơn ạ. Vâng ạ, kính thưa các thầy cô, kính thưa các bậc phụ huynh, và chúng ta cũng rất may mắn là trong lớp học thì có các thầy cô giáo trong hệ thống giáo dục Hai Minh Đức luôn luôn đồng hành động viên các con. Và nhân dịp đầu năm mới thì Phúc Hoàng cũng đã kính mời thầy giáo Nguyễn Đức Hoài, đại diện cho các thầy cô trong hệ thống giáo dục Hai Minh Đức, cũng là người rất là yêu văn hóa truyền thống và yêu thương các con. Hôm nay nhân dịp đầu năm mới thì em kính chúc thầy luôn mạnh khỏe và luôn dành sự quan tâm tới các con. Và em kính mời thầy sẽ lên lớp chia sẻ cách tấn các con ạ. Em xin kính mời thầy ạ. Vâng ạ, lời đầu tiên tôi còn được gửi đến quý vị phụ huynh, các thầy cô giáo cùng tất cả các con học sinh thân mến một năm mới thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui, và đặc biệt là gặp cái được nhiều cái kết quả trong học tập. Các con vừa nghe thầy có Hoàng chia sẻ rất là nhiều cái khái niệm, nhiều cái ý nghĩa của ngày Tết. Quả thật là có những cái lần đầu thầy mới nghe rất là hay. Thì các con thấy đấy là văn hóa truyền thống của trong chúng ta rất là phong phú. Thế giới, Liên Hợp Quốc người ta cũng đã công nhận dân tộc Việt Nam là một trong số ít những dân tộc mà có cái nền văn hóa nói là rất là phong phú, rất là đậm bản sắc dân tộc. Không nhiều dân tộc trên thế giới được thừa nhận là những dân tộc mà có cái nét đặc sắc văn hóa như vậy. Chúng ta rất tự hào chúng ta là người Việt Nam. Thế còn nói về cái Tết thì các con biết rồi, Tết là một sự khởi đầu của một năm mới, con người cũng cần phải làm mới. Tết là cái thời khắc mà theo như dương lịch ấy, thì trái đất quay quanh mặt trời một vòng, xuân hạ thu đông. Mùa xuân là sự khởi đầu. Thì chúng ta học văn hóa truyền thống, các con cũng phải biết tự làm mới mình, tự làm mới. Học tập là để nâng cao chính mình, để mỗi ngày mình trưởng thành hơn, mỗi ngày một mới hơn. Người xưa thì nhắc nhở chúng ta là
ngày ngày mới, mỗi ngày lại một thêm mới. Đấy là tâm thái của người học tập văn hóa truyền thống. Hay nói một cách tổng quát là học bất cứ cái gì, các con cũng phải cầu cái nâng cao. Mới ở đây là nâng cao các con nhé. Chứ không phải mới là một cái sự thay đổi nào đó, mà mới ở đây là một sự thay đổi tích cực, sự thay đổi nâng cao. Chứ còn mà thay đổi tiêu cực, mà thay đổi mà nó mang tính trịch hướng thì các con phải hết sức cẩn thận. Cho nên là các con đã được học văn hóa truyền thống khá là lâu rồi. Hôm nay thầy thấy sáng mùng 1 Tết có 49 bạn, 49 đầu cò, có thể là nhiều bạn hơn, 49 đầu cò lên lớp học. Thì thầy tin tưởng đây là những đầu cò của những học sinh, nó là rất là tích cực. Vì đêm giao thừa tối hôm qua nhiều bạn thức khuya, nhưng sáng nay con vẫn dậy đúng giờ, rất là tích cực. Thì con thấy là đôi khi có những cái chướng ngại, có những cái khó khăn, nhưng nếu các con quyết tâm thì các con cũng sẽ vượt qua được. Thầy cũng báo cáo với các thầy cô phụ huynh là các con là tối hôm qua thầy phải đến trực cơ quan đến 1:30 thầy mới về nhà. Và sáng nay theo lịch thông thường của các thầy cô là 3:30 dậy. Chúng ta thấy là có những cái thời khắc mà nó sẽ có những cái thử thách, các con đừng xem là khó khăn nhé. Không có gì là khó khăn ạ. Tất cả đều là thử thách. Các con hãy cố gắng, nỗ lực vượt qua thử thách thì các con sẽ trưởng thành hơn. Và năm mới thì thầy cũng mong muốn các con có một cái chí nguyện. Chúng ta học văn hóa truyền thống thì ngày xưa thường hay nói là chúng ta phải lập chí. Thì tối hôm qua thầy cũng đã chia sẻ với các bạn ở trên lớp học tập những tấm gương đức hạnh. Thì thầy khuyến khích các con, thầy đề xuất, thầy gợi ý các con nên lập một cái chí nguyện cho cái năm mới này. Năm Giáp Thìn, năm con rồng là ý nghĩa lắm các con nhé. Con rồng là vật linh thiêng nhất trong trong tất cả các con vật của 12 con giáp. Các con nên lập một cái chí nguyện học tập suốt đời. Đây là tấm gương học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ kính yêu. Bác Hồ học tập, các con biết rồi, các con đã nghe nghe thầy Bác Hoàng kể rất nhiều, đến những ngày phút cuối đời khi bác đã bệnh rất nặng, giây phút lâm chung thì đưa tiễn bác đi thì mọi người vẫn tìm thấy ở bên cạnh chiếc gối bác nằm trong những ngày cuối đời, những ngày ốm đau bệnh tật, vẫn là một cuốn từ điển tiếng Tây Ban Nha. Bên cạnh đó là một mẫu chì. Bác đã làm gương cho chúng ta về cái sự học tập suốt đời. Thì thầy cũng mong muốn các con nên lập một cái chí nguyện học tập suốt đời, học tập văn hóa truyền thống. Cho nên tối hôm qua có bạn nhắn tin hỏi thầy là thầy ơi sáng mai có học không? Thầy mới bảo là cái này học buổi sáng là thầy Vũ Hoàng phụ trách, và thầy thì chưa thấy thầy Vũ Hoàng thông báo nghỉ, cho nên là chắc là vẫn học. Thì các con phải biết khi nào thì ngừng học. Trong lớp kỹ năng sống cũng có bạn hỏi thầy rồi, hỏi phụ huynh, hỏi ba mẹ, hỏi ba ơi con học cái lớp này thì đến lúc nào thì con được nghỉ, con không được dừng học ấy, tốt nghiệp ấy. Thì các con phải nhớ rằng là ngày nào mà các con còn ăn uống thì ngày đó còn học. Không cần ăn uống thì không cần học. Ngày xưa các cụ dạy chúng ta là gì? Học ăn, học nói, học gói, học mở mà. Cho nên là các con phải biết là cái việc học tập, đừng bao giờ các con nghĩ là hôm nay có phải học hay không. Thì có hôm nào các con hỏi ba mẹ là ba mẹ ơi hôm nay con có phải ăn cơm hay không? Có ngày nào hỏi ba mẹ như vậy không? Không có ngày nào hỏi ba mẹ là hôm nay con có phải ăn cơm không? Ngày nào cũng phải ăn. Thế thì cơm phải ăn. Thế thì sao? Học lại không học. Cơm ăn là để nuôi dưỡng cái thân, còn học tập là để nuôi dưỡng, để tăng trưởng đức hạnh nhân cách trí tuệ các con nhé. Mà đức hạnh nhân cách trí tuệ là quan trọng lắm, rất rất là quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn cả cái nuôi dưỡng cái thân này nữa. Các con nhịn ăn một ngày không sao đâu, nhưng mà các con nghỉ học một ngày là nó sẽ xa với cái trí tuệ của thánh hiền, đức hạnh nhân cách của thánh hiền. Điều này rất là không tốt. Cho nên các con cũng đừng bao giờ hỏi là hôm nay có học hay không nhé. Con lập chí học tập suốt đời. Đấy là một cái chí cho suốt cả cuộc đời mình. Còn cái trong ngắn hạn, trong năm nay thì thầy nghĩ các con cũng phải có một cái chí ngắn hạn. Vì các con biết rồi, học tập, chúng ta xác định học tập suốt đời, nhưng cái kết quả học tập của cả một cuộc đời thì nó sẽ được hình thành
được cộng dồn từ kết quả học tập của từng ngày các con. Một năm 365 ngày thì nó phải tích lũy từng ngày một. Giống như các con ăn cơm ấy. Có những bạn, các con thấy trong lớp mình có nhiều em rất là nhỏ, có nhiều anh chị rất là lớn. Thế thì những em nhỏ sau này cũng sẽ lớn bằng các anh chị. Vì sao lớn được? Vì mỗi ngày có 3 bữa cơm. Mỗi ngày có 3 bữa cơm thì dần dần nó sẽ lớn. Thế thì mỗi ngày các con phải học tập, phải tích lũy từng điều một, thì các con sẽ có được cái trí tuệ thánh hiền sau 1 năm học tập, 2 năm, 3 năm, 10 năm và cả cuộc đời, các con sẽ có được cái năng lực đó. Cho nên các con đừng xem thường mỗi ngày học tập, mỗi ngày được phép tắc người con một lần, các con đừng xem thường. Cho nên hôm nay là thầy thấy những bạn lên đây học ngày hôm nay là những bạn là rất là cố gắng, rất là nỗ lực, và thầy muốn các con lập một cái chí rất là cụ thể cho năm nay, đó là không bỏ học ngày nào. Ít đơn giản các con nhé. Một ngày các con đi học các con thấy rất bình thường, nhưng ngày nào cũng nên và không bỏ ngày nào thì nó lại trở thành phi thường. Các con nhớ người xưa có nói một điều là gì? Bạn hãy làm tốt những điều bình thường thì bạn sẽ trở thành người phi thường. Cho nên cái chí thứ nhất là thầy muốn các con lập chí cho năm học này là không bỏ một bữa học nào, trừ những cái việc bất khả kháng như là ốm đau bệnh tật hay là các con phải thi cử gì đó. Thi cử ở đây là thầy nói là đi học sớm ấy nha, đi thi sớm ấy, chứ còn mà học ôn thi thì không không liên quan các con nhé. Học ôn thi là việc của con đó, vẫn phải học và lên lớp học văn hóa truyền thống với các thầy cô, với thầy Phước Hoàng vào 5:55 sáng là cái chuyện hết sức bình thường. Giống như con ăn cơm, nhưng mà hôm nay con đi thi, đi thi có phải ăn cơm không? Bạn nào đi thi không ăn cơm? Đi thi cũng phải ăn cơm. Thế thì đi thi cũng phải học văn hóa truyền thống. Sáng hôm đấy mà các con học văn hóa truyền thống, con học được một điều tốt đẹp, biết đâu vào phòng thi các con sẽ có một cái sự thông minh hơn, nhạy bén hơn và làm bài nó chuẩn mực hơn. Và thậm chí nếu như mà có cái gì đó nó xấu tính trong cái giờ thi, định quay có một tí nhưng mà sáng nay vừa mới nghe thầy Vũ Hoàng nhắc là phải trung thực thì tự nhiên là không quay có. Điểm có thấp một tí không sao các con, nhân cách không được thấp. Nhân cách không được thấp, tuyệt đối không được thấp. Điểm thấp không sao, điểm thấp mình sẽ học bù, nhưng nhân cách mà thấp thì rất khó bù đắp các con, sửa rất khó. Và một khi người ta đã nhận định nhân cách của mình rồi thì các con rất khó lấy lại niềm tin của người khác. Còn điểm các con thấp hôm nay, tớ chưa làm được bài toán này, biết đâu tuần sau, tháng sau tớ lại học giỏi hơn cậu, lúc đấy là bạn sẽ phục mình ngay. Nhưng nhân cách của mình mà một khi đã để người khác đánh giá là không tốt thì các con rất khó để lấy lại niềm tin của người khác. Cho nên các con nhớ, điểm số không quan trọng, nhân cách là số 1. Thì thầy muốn các con lập một cái chí hết sức đơn giản, hết sức cụ thể là đối với lớp học thì không bỏ một bữa học nào, lên học đúng giờ không bỏ một bữa học nào. Còn đối với cha mẹ là cái việc hành hiếu ở nhà thì các con nên lập một cái chí thực hành 4 cái câu đầu tiên của chương hiếu, rất đơn giản, 4 câu đầu thôi. Một trong 13 điều thầy chỉ mong muốn và đề xuất cho con 4 câu đầu tiên, cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. 4 câu này các con lập một cái chỉ trong năm nay, các con cố gắng thực hiện 4 cái câu này. Và muốn thực hiện 4 cái câu này thì thầy có một cái gợi ý cho các con, giống như là một cái phương pháp để các con có thể thực hiện được 4 cái câu này, đó là thật thà. Các con phải hết sức thật thà, hết sức trung thực thì các con sẽ dễ dàng làm được 4 cái câu này. Nếu bạn nào mà giấu ba mẹ điều gì đó, giấu thầy cô điều gì đó thì các con rất khó làm được 4 câu này. Cho nên các con phải hết sức thật thà. Thật thà là đại trí tuệ các con nhé, là đại anh hùng đấy, đại anh hùng, đại trí tuệ. Thầy kể cho con nghe một câu chuyện rất ngắn thôi để con biết là cái tính thật thà nó quan trọng như thế nào. Ngày xưa có một em bé chơi nghịch trong nhà thì chẳng may làm gãy mất một cái cây rất là quý của bố. Các con hình dung giống như sắp đến Tết mà con làm gãy cây mai trước nhà rất là quý. Mai đang nở rộ mình nhớ làm gãy cây mai thì bố về bố rất là bực mình, rất là buồn. Thế thì ông bố của cái cậu bé này về mới truy mới hỏi là ai làm gãy cây. Thì cậu bé đấy lúc đầu rất là sợ, ngập ngừng, chưa nói ngay. Nhưng mà sau đó thì đã rất là mạnh dạn, rất là trung thực thẳng thắn, là nói là thưa bố,
chính con đã chơi nghịch và con đã làm gãy cây của bố. Con xin lỗi bố. Thế thì ông bố vẫn còn rất là bực mình. Sau đấy thì ông bố cũng tất phạt. Thì cái cậu bé này, khi mà ông bố tất phạt và ông bố mắng, nó hơi quá. Tất nhiên bố mắng thì không bao giờ quá đâu, nhưng mà trong cái tình huống này thì cậu bé cảm thấy là bố mắng hơi quá, thì cái cảm thấy của cậu bé này là không đúng. Nhưng sau đó thì cậu bé cũng nói thêm một câu là bố đã từng dạy con trung thực là điều quý giá nhất của con người. Con đã làm đúng lời bố, con đã trung thực báo cáo với bố cái việc làm sai trái của con, thì con mong bố bớt giận và tha thứ cho con. Thì sau đó ông bố cũng nguôi giận và cũng tha thứ cho người con. Và các con biết người con trai này là ai không? Chính là Washington, tổng thống, phải nói là cũng rất là nổi tiếng của nước Mỹ. Tính trung thực nó quan trọng như vậy đó các con. Nó tạo cho con người một cái nghị lực, một cái sức mạnh phi thường. Cho nên các con phải biết trung thực là đại anh hùng các con. Đại hùng, đại dũng, đại trí cũng từ trung thực mà ra. Và đại hiếu cũng từ trung thực mà ra. Các con muốn làm được đến chí hiếu thì con hãy học từ cái tính trung thực này. Nhân dịp năm mới, thầy xin kính chúc tất cả quý phụ huynh, các thầy cô giáo cùng tất cả các con học sinh một năm mới thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều cái nghị lực vượt qua khó khăn để gặt hái được những cái thành công trên cái con đường học tập văn hóa truyền thống và trí tuệ của Thánh Hiền. Xin cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các thầy cô giáo, tất cả các con. Dạ vâng ạ, em xin thay mặt các phụ huynh và các con xin tri ân thầy đã dành thời gian lên lớp và động viên các con vào đúng cái ngày đầu tiên của năm mới. Chúng em cũng xin hứa là sẽ cố gắng học tập thật nghiêm túc và làm một cách tốt nhất những lời mà thầy chia sẻ dạy bảo cho chúng em hôm nay ạ. Vâng, kính thưa cả lớp, thầy xin dành 2 phút để điểm lại lời chia sẻ rất là ý nghĩa của thầy Đức Hoàng. Thứ nhất là thầy nói chúng ta phải vượt khó, vượt qua tất cả những khó khăn để chúng ta học tập. Thầy nói rằng là không có gì khó khăn cả, tất cả chỉ là thử thách chúng ta mà thôi. Kể cả việc dậy sớm của chúng ta học tập cũng là một thử thách. Cái thứ hai nữa là trong học tập thì chúng ta nên đặt ra những cái mục tiêu, mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu dài hạn. Mục tiêu dài hạn dựa trên những mục tiêu ngắn hạn hoàn thành thì mục tiêu dài hạn của chúng ta cũng mới hoàn thành. Và mục tiêu dài hạn của chúng ta đó là học tập suốt đời, noi gương Bác, học tập suốt đời, không ngừng học. Và thầy nói rằng là ngày nào mà chúng ta còn ăn, còn uống thì chúng ta còn phải học. Các con nhớ cái điều này nha. Còn ăn còn uống là còn phải học, không cần phải hỏi là thầy ơi hôm nay có học không. Chúng ta thường hỏi câu này. Và thầy nói rằng là cơm là để nuôi thân của chúng ta, còn học tập là để nuôi dưỡng nhân cách đạo đức cho chúng ta. Hay chúng ta nói một cách tóm tắt là nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta. Tâm hồn là phải có tâm hồn đẹp. Thầy cũng chia sẻ cho chúng ta là cái mục tiêu ngắn hạn của chúng ta là do chúng ta tích lũy từng ngày, làm người tốt, làm việc tốt, hoàn thành thật tốt những cái bổn phận của chúng ta. Và chúng ta cũng phải lập chí cho năm mới. Những cái lập chí này thì thực ra thầy nghĩ là nói là khó nhưng không khó, nhưng nói là dễ nhưng lại không dễ. Nói là dễ nhưng không dễ, bởi vì chúng ta rất dễ quên, rất dễ cho qua, rất dễ thờ ơ. Thầy nói rằng là chúng ta trước tiên là phải lập chí là không bỏ ngày nào. Phải lập chí cho mình nhé, các con phải viết vào trong sổ ấy. Năm nay 2024, năm Giáp Thìn, con lập chí không bỏ học ngày nào. Bỏ học không có lý do nha, hoặc lý do không chính đáng. Đó. Cái thứ hai nữa là thầy nói rằng là điểm có thể thấp nhưng nhân cách của chúng ta không được thấp. Điểm thấp thì lại mình cố gắng thì hôm sau mình sẽ điểm cao. Nhưng nhân cách thấp, người ta đã định
hình cái nhân cách của chúng ta rồi, nó thằng này là nó không ra gì đâu là rất nguy hiểm các con, rất khó lấy lại niềm tin ở nơi người khác. Cho nên chúng ta phải có nhân cách tốt, phải có nhân cách tốt đẹp để làm sao trong mắt mọi người chúng ta là một đứa trẻ tốt và chúng ta là một người tốt. Thế rồi là thầy nói chúng ta là quyết tâm trong năm này sẽ thực hành 4 câu đầu tiên của phép tắc người con. Và thầy nói muốn thực hành được thì cái điều quan trọng nhất đối với chúng ta đó là phải thật thà. Phải thật thà. Các thầy hay nói là chân thành, nhưng mà nói chân thành các con không hiểu. Thật thà nha, thật thà là không có lừa dối ai cả. À, và thầy cũng đã phân tích cho các con rồi. Thật thà là đại trí, đại dũng, đại lực, đại hiếu. Đây là những cái điều dân dạy của thầy trong đầu năm mới. Cũng xin tri ân thầy và xin kính chúc thầy và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Và xin cảm ơn thầy và xin phép được dừng lớp ở đây. Kính chúc các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các con năm mới an khang thịnh vượng, học tập tiến bộ. Và kính chúc mọi người một ngày mùng 1 Tết thực hành thật tốt những lời dạy trong phép tắc người con. Tết tri ân, xuân hiếu hạnh. Xin kính mời mọi người xuống lớp ạ.